Chào mừng các bạn đã quay trở lại với PNews. Trong thời buổi kinh tế hiện nay, kinh doanh đôi khi còn phải đi kèm theo những chiêu trò để thu hút khách hàng. Việc nấu ăn ngon là chuyện đương nhiên, sau đó mới thêm một chút chiêu trò để quán ăn trở nên đặc biệt. Điển hình là quán ăn ngay bên dưới đây đã gây xôn xao mạng xã hội sau khi hình ảnh được lan truyền. Cụ thể như thế nào, xin mời các bạn cùng theo dõi. Theo đó, khách khi đến đây sẽ được đắm mình trong bồn nóng chia làm 9 ngăn. Mỗi ô sẽ chứa đầy những nguyên liệu nấu lẩu như là bắp ngô, ớt, chanh, bắp cải, trái cây. Chủ yếu là mô hình này đã tận dụng nguồn nước nóng thiên nhiên, sau đó thiết kế trông hệt như một nồi lẩu to đùng để khiến mọi người thích thú. Mục đích của bồn tắm nước nóng được cho là giúp người dân sống lành mạnh trước thềm năm mới có khuynh hướng ăn uống vô độ, thiếu kiểm soát. Điều đặc biệt là trong thời gian ngâm mình dưới nước nóng, khách có thể thưởng thức những món ăn tại đây bán. Theo hình ảnh được đăng tải, nhiều du khách khoan khoái đắm mình trong nồi lẩu, tận hưởng những xiên thịt nướng ngon lành. Mô hình kinh doanh thú vị này tại Hàng Châu, Trung Quốc đã thu hút lượng khách hiếu kỳ đổ về rất là đông. Tuy không nổi danh các món lẩu như là Thành Đô hay là Trùng Khánh, nhưng mà món lẩu người này đã khiến nhiều người đổ về Hàng Châu để trải nghiệm. Khi hình ảnh về mô hình này được chia sẻ, nhiều cư dân mạng cũng ái ngại khi nghĩ rằng du khách sẽ ăn những món ăn trong nồi lẩu. Thực chất, đó là đạo cụ bỏ vào bồn tắm để kích thích thị giác như nồi lẩu thực thụ. Chứ thực tế, chẳng ai ăn số chanh, ớt, bắp ngô trong đó. Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến bày tỏ sự ái ngại về việc mất vệ sinh khi tắm chung như thế này. Chưa kể đến có thể lây nhiễm các bệnh như da liễu. Ở Nhật Bản, việc tắm suối nước nóng như này là một sở thích của người dân nơi đây. Dĩ nhiên, họ cũng có những quy định để bảo vệ như là không được kỳ cọ vì sẽ làm bẩn nước hay là đùa giỡn làm ồn đến mọi người xung quanh trong lúc tắm. Còn mô hình tắm nước nóng như đắm trong nồi lẩu ở Hàng Châu, Trung Quốc có vẻ cho phép mọi người nô đùa, thậm chí còn mang cả đồ ăn xuống nước nên là vấn đề vệ sinh cũng cần phải xem xét lại. Ý kiến của các bạn như thế nào về câu chuyện này? Hãy để lại comment cho kênh của chúng mình nhé! Sự quan tâm theo dõi từ quý khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và theo dõi những tin tức mới nhất đến từ VinNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.